Rồi, chào mừng các bác đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định. Sau đây em sẽ giới thiệu và que chi tiết sản phẩm là Marang 1152. Anh em lưu ý model sản phẩm là Marang 1152 là một thương hiệu của Mỹ. Model này là em nói là chạy 8 sò Marang chữ đỏ nha. Rất là khỏe và em nó có lo nét là 10 cấp độ. Nên nó rất là dễ gấp loa nha các bác. Anh em nếu chơi lon thì gây cỡ 5 hay 6 7 thôi là đánh rất là lực rồi. Và em nó có chỉnh bát mic chép luôn nha. Bát mic chép cho hai vế, can thiệp đầy đủ và âm sắc luôn. Đây là giọng ca sĩ. Em nó chạy hai cầu loa AB hoặc A kèm B. Anh em có thể đánh cùng lúc hai cặp loa nha. Đây. Vỏ gỗ thì không xước xẹo gì nha. Rất là mới chút xíu nữa em sẽ que ruột gan cho các bác chiêm ngưỡng luôn nha. Đây, tất cả các rắc được vàng khè. Để hai cầu loa đây, rất là nặng nha. Mọi chi tiết anh em liên hệ vào số điện thoại của em trên cái tấm bảng kia. Và xin mời các bác đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em. Đây, em sẽ que rất kỹ cho các bác ở xa mua nha. Đấy, em tiến rất kỹ nha, mà không tì vết nha. Đây là phần nắp của em nó. Và giá bên đang bán con này là 12 triệu bao ship cho các bác, 12 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Anh em lưu ý giá luôn luôn bao ship cho các bác. Đối với các bác nào ở xa hoặc lần đầu mua, các bác chỉ cần cọc vài triệu thì em sẽ ship tận nơi. Các bác được xem hàng và thanh toán nha. Giá luôn luôn bao ship cho các bác, không chi phí phát sinh nào hết nha. Rồi, giờ sau đây em sẽ xin mời các bác chờ trong ít phút và ngắn lại màn hình để em sẽ mở ruột gan cho nó, rồi anh em được xem chiêm ngưỡng vị đẹp bên nó. Thật ra con này là em chưa khui chứ bên trong, giờ em sẽ mở luôn cho các bác xem và em cũng xem luôn. Sẵn em chụp hình và em đăng Zalo thì anh em có kết bạn Zalo thì có thể lên đó được giao lưu với nhau. Có thể em sẽ tư vấn thêm chút xíu gì đó cho các bác. Rồi, em đã tháo ốp gỗ và cho các bác được chiêm ngưỡng, được xem chi tiết nó thế nào. Đây, em nó chạy 8 sò Marang, mã là D427 nha và B557. 8 sò rất là khỏe luôn nha, tất cả rác đều vào khè luôn. Đây, tất cả linh kiện chưa vệ sinh nhưng mà rất là đẹp. Chạm 2 tầng 1 tầng phô rất là lớn, rất là nặng nha, 2 tàu độc nguồn. Đây là phần âm sắc và phần sò của nó nha. Đấy. Tất cả là chạy hoàn hảo nha các bác. Em sẽ có video test con này cho anh em được thẩm âm và nghe. Đây, phần sò đấy, nguyên riêng, nguyên bản, chưa đụng chạm gì luôn nha. Giá em nói là 12 triệu bao ship toàn quốc. Những đối với con đây này thì anh em đánh với những kẹp loa Nhật và loa Âu rất là hay. Anh em ghép với những con Onkyo Diatom thì tiếng rất là khỏe vì nó có low net, nó tới 10 cấp độ, đánh tiếng rất là căng. Rồi, anh xin phép là dừng video. Các bác nào yêu sản phẩm này thì liên hệ cho em. 1152 của Marang. Em nó đánh được lo Mỹ luôn nha các bác. Anh lo Mỹ là dòng RBL hoặc là dòng AR cũng rất là hay.